Cuối tuần bận bịu, bạn bỏ lỡ mất vòng đấu mở màn của Premier League. Là một fan của Manchester United, chắc hẳn bạn sẽ rất hào hức đón chờ xem đội bóng con cưng sẽ có màn thể hiện như nào dưới thời tân huấn luyện viên Erik ten Hag. Thôi không xem được thì bật chết kết quả vậy. Ổn nỗi mạng lag quá, bạn chỉ xem được mỗi tỷ lệ kiểm soát bóng. Nhưng mà MU cầm bóng đến 63% như thế này thì khả năng cao là ăn chặt mấy thằng Brighton rồi. Về đến nhà, mở điện thoại lên check lại thì ối rồi ôi, MU thua 2-1 ạ. Thường thì sở hữu bóng nhiều như này phải áp đảo chứ. Sao lại thua được? Chắc là mấy thằng Brighton ăn dâm được 2 quả đấy mà. Chưa chắc đâu nhá. Đúng là tỷ lệ kiểm soát bóng sẽ phần nào phản ánh được thế trận. Tuy nhiên không phải lúc nào điều này cũng đúng. Còn lý do tại vì sao á? Vào video để nghe chúng mình giải thích luôn và ngay nhé. Trước tiên, hãy cùng nhau đặt ra một câu hỏi. Tỷ lệ kiểm soát bóng là gì? Ban đầu, nó được định nghĩa là tổng số thời gian mà một đội nắm quyền kiểm soát bóng ở trong một trận đấu. Ví dụ, thông số 63% của United ở phía trên ý chỉ đội bóng này kiểm soát bóng chiếm tới 63% thời lượng của trận đấu. Tuy nhiên, cách làm này đã bị loại bỏ bởi nó quá thô sơ, do lúc nào cũng phải có một người đảm nhận công việc ngồi bấm giờ và tính toán cho hai đội, cho nên tỷ lệ sai sót là rất cao. Hơn thế nữa, ví dụ bây giờ một đội cứ dở trò công giờ thì chả nhẽ tỷ lệ kiểm soát bóng của nó lại tăng lên à? Như thế không phản ánh được chính xác những gì mà thông số này muốn thể hiện. Chính vì vậy, ngày nay, người ta thường tính tỷ lệ kiểm soát bóng theo đường truyền giữa các cầu thủ theo phương thức do Opta phát minh ra. Một công ty rất nổi tiếng trong lĩnh vực phân tích dữ liệu bóng đá, họ sẽ tính số đường truyền mà mỗi đội thực hiện được, sau đó chia cho tổng số đường truyền của cả hai đội trong trận đấu, từ đó tính ra được tỷ lệ kiểm soát bóng của mỗi bên là bao nhiêu. Thế nhưng, cách làm này lại có một nhược điểm lớn, đó là không tính đến những pha đi bóng của các cầu thủ, dẫn đến việc tính toán có thể bị sai lầm. Thôi, lan man thế chắc cũng đủ để các bạn biết tỷ lệ kiểm soát bóng nó là cái gì rồi. Giờ mình cùng đi vào phần chính nhé. Làm thế nào để có thể hiểu đúng được nó? Đơn giản thôi, bạn đừng có suy nghĩ quá sâu xa về nó làm gì. Tỷ lệ kiểm soát bóng chỉ làm đúng nhiệm vụ của nó là cho bạn biết được đội nào cầm bóng nhiều hơn trong một trận đấu mà thôi. Còn bảo nó phản ánh được diễn biến, thế trận hay thậm chí là kết quả của trận đấu thì điên quá. Để minh chứng cho điều này, chúng ta hãy cùng quay trở lại cuộc đối đầu giữa Manchester United và Brighton cuối tuần trước. Với lợi thế là một đội cửa dưới, Brighton sẽ chả dại gì mà cố gắng kiểm soát bóng cả. Thay vào đó, họ thu mình và dựng một khối phòng ngự chắc chắn, nhường cho đối phương quyền kiểm soát và chờ đợi thời cơ thích hợp để tung ra những pha phản công sắc bén, khai thác vào đúng điểm yếu lớn nhất trong hệ thống của Manchester United. Rõ ràng, người áp đặt được thế trận ở đây là Graham Potter khi ông đã ép cho Erik ten Hag buộc phải chơi theo lối đá của mình. Vì vậy, con số 63% kia không phản ánh được đúng cục diện của trận đấu, khi cái gọi là sự áp đảo mà United có được này phần lớn là do Brighton ban cho, chứ không phải do chính họ tạo ra. Hay như trong trận chung kết Champions League giữa Liverpool và Real Madrid diễn ra cách đây chưa lâu, trước bàn thắng của Vinicius, tỷ lệ kiểm soát bóng giữa hai đội gần như là tương đương nhau. Thế nhưng, sau khi đã có lợi thế dẫn trước, Real chỉ cầm bóng có 36% trong quãng thời gian còn lại của trận đấu. Liverpool bật mốt chó điên và đá hay lên chăng? Chưa chắc, bởi biết đâu, đây có thể là ý đồ của Carlo Ancelotti khi ông muốn cho đội bóng của mình tập trung vào phòng ngự nhiều hơn và nhường quyền kiểm soát lại cho đối phương thì sao? Từ hai ví dụ trên, ta rút ra được bài học rằng muốn hiểu tỷ lệ kiểm soát nói với chúng ta điều gì, ta cần phải đặt nó vào đúng ngữ cảnh thì mới có thể bóc tách cũng như nắm bắt được ý nghĩa mà nó muốn truyền tải một cách rõ ràng và chính xác được. Còn nếu sử dụng riêng lẻ, thì tỷ lệ kiểm soát bóng cũng sẽ chỉ như bao thông số khác khi nó chỉ có duy nhất nhiệm vụ là đem tới thêm những thông tin về trận đấu cho bạn mà thôi. Và đó cũng là những lời cuối cho video ngày hôm nay. Cảm ơn các bạn đã theo dõi và luôn ủng hộ Gen trong suốt thời gian qua. Nếu thấy hay, hãy bấm like, share và subscribe kênh cho chúng mình nhé. Và bên cạnh bóng đá, đừng quên là chúng mình còn có Gen Cine, Gen Esport và một kênh chuyên livestream Gen Tactics nữa nhé. Đừng tiếc gì mà subscribe cho những kênh này để ủng hộ chúng mình. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.